Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Thế Giới Máy chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết đến các bạn về hai siêu phẩm máy khoan đất Oshima. Máy khoan đất cầm tay Oshima có hai dòng. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các bạn. Dòng thứ nhất là máy khoan đất Oshima 2B, 2 ngựa. Trọng lượng của máy 9kg. Và một người khoan. Dòng thứ hai là máy khoan đất Oshima 2BS, động cơ 2 ngựa rưỡi, trọng lượng của máy là 11,5 kg. Và chúng tôi sẽ test với các bạn về mũi khoan Oshima đường kính 250, chiều dài là 80, và mũi khoan đường kính là 150, chiều dài là 80. Bây giờ chúng tôi sẽ khui thùng từng máy để giới thiệu các bạn và test thực tế. Đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn về máy khoan đất Oshima 2B. Máy khoan đất Oshima 2B gồm có một thân máy chính và một bịch phụ kiện. Một bình pha nhớt. Một sách hướng dẫn sử dụng. Và một phiếu bảo hành. Bây giờ chúng tôi sẽ đáp máy châm nhớt, châm xăng và khởi động khoan thử cho các bạn tại khu vực đất trồng cây ô năm. Đầu tiên chúng ta sẽ test mũi khoan 150. Mũi khoan chính hãng Oshima sử dụng hợp kim thép công nghiệp rất chắc chắn và bền bỉ, hạn chế được sự mài mòn, giúp tuổi thọ của mũi khoan được cao hơn. Bây giờ chúng ta sẽ lắp mũi khoan vào. Chúng ta tháo nút đài chốt ra. Và chúng ta lắp vào máy. Sau khi lắp vào thì chúng ta sẽ gài chốt lại. Ta sẽ châm nguyên liệu vào. Tỷ lệ sử dụng xăng pha nhớt của máy khoan đất Oshima cũng là tỷ lệ 25 lít xăng và 1 lít nhớt nha các bạn. Sau khi chúng ta châm nguyên liệu xong sẽ vặn chắc nắp bình xăng lại. Và chúng ta bóp vú xăng khoảng 7-8 lần để tự bơm xăng lên bình xăng con. Sau đó chúng ta đóng nghe gió, bật công tắc và giật nổ. Sau khi máy nổ chúng ta sẽ mở e gió và chúng ta khoan. Thank you.
Rồi em ơi, rồi em. Đây là hình ảnh thực tế của lỗ khoan đường kính 250. Đây là đất trồng cây lâu năm rất là cứng. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.